Rồi, đầu tiên là câu What subjects do you have today? Hôm nay bạn có những môn học nào? Tiếp theo, what subjects does she have today? Hôm nay cô ấy có những môn học nào ha? What subjects does she have today? Cô ấy không thấy cái loài của cô tự nhiên nó to. Có phải là what subject does she have today không cô? Đúng rồi, does she have today? Subjects, nhớ có S nha con. Subjects. Subjects. Cô ơi, cô xem cô có chữ have hay chữ has vậy cô? Chữ have con ạ, vì chữ the này nó có ES rồi, cho nên ở đây mình phải dùng chữ have. Con hiểu không? Chữ the này đã có ES cho mình rồi thì chữ have về nguyên mẫu. Tiếp theo, tụi con hỏi cho cô hôm nay bạn có môn toán không? Do you have gì? Do you have math today? Đúng rồi, giỏi quá. Do you have math today? Hôm nay bạn có môn toán không? Math phải có chữ S nha con. Được rồi. Tiếp theo rồi con trả lời hai cách là nếu mình có mình nói là yes gì? Yes, I do, but no, I don't. Đúng rồi. Người ta hỏi do you thì mình trả lời là yes I do, đúng không? Do you have math today? No, I don't. Hôm nay còn có một toán. Ừ. Rồi, tụi con viết cho cô một câu nói về ngày hôm nay mình có những môn học gì nhỉ? Từ cô ơi, để con viết cho cái cô viết cái yes lại no thôi cô. Rồi, con nói đi, hôm nay con có tiếng Việt, tiếng Anh với môn toán thì con nói sao? I have. Ừ, I have. I have math. À, math, rồi gì nữa? Vietnamese. À, đúng rồi. Rồi gì nữa? And English. Đúng rồi, có chữ and nữa, đúng rồi, giỏi lắm Kem. Tiếp theo, rồi. Rồi, tụi con ghi vào đi. Hôm nay mình có môn toán, môn tiếng Việt và môn tiếng Anh. Tính ra con còn môn từ và câu nữa luôn á con. Ừ. Rồi con. Tiếp theo thì con viết cho cô một câu, anh ấy có những môn học nào ha? Bây giờ con nói anh ấy cũng có What? He. He has hay là he has? He has. Đúng rồi, he has. Anh ấy có, rồi con sẽ kể tên những môn học anh ấy có ra. Anh ấy có những môn học. He has môn... Math luôn đi ha, math. Như trên đi. Science. À, cũng được. And. And art. À. Rồi thì con viết vào đi. He has. Anh ấy có môn he has. Mấy câu đọc ở tiếp câu mấy cái bài đó là con tự nghĩ ra để cho thầy cho chat biết tôi khổ hơn. À, Ken đang nghĩ chữ science để cho Jack viết cho khó đây, không biết Jack viết để chữ science không? He has. Còn thấy còn tốt với Jack đâu. Ken tốt với Jack quá. Tạo động lực cho Jack học. Rồi, he has math, science and art. Viết đẹp để chút xíu cô chấm nha tụi con. Dạ. Con ghi mình được, con đẹp quá, lỡ cô gì. Chơi lắm. Xong rồi. Tiếp theo thì con sẽ viết she has hay là she has tụi con? She has. Đúng rồi, she has rồi tụi con viết đi, she has là những môn nào? À môn Vietnamese. À Vietnamese. Nói thêm một môn nữa. Môn hay là đi. Science cũng được, nếu mà chắc muốn and. And thi.
À, P-E. Ủa, She has Vietnamese science and PE. cô tự nhiên là các chat tự tạo đồ khó ở cái chữ sai ảnh cho Xong. chat luôn. Xong rồi cô. À, check xong rồi kìa. Kem còn chưa xong nữa, con cái chưa có tập trung nha. Đâu có cái gì người ta thường giờ mới nói chứ. Không thường nói chứ. Mà không thường thì cũng vẫn nói. Xong chưa hai tụi con? Rồi. Xong rồi bắt đầu mình chuyển qua tên các Rồi. môn học nè con ạ. À. Tên các môn học nè. Là Đầu tiên là môn toán. mà Có chữ S nha con. trong đây Việt Nam Việt đây Nam là có mình. chữ S sẵn rồi, không có thêm S nữa. Vietnamese thì có ESE ở tận cùng nha. Xem tụi con kể hết được các môn học không? Có 8 môn của tụi con ạ. Vietnamese, tiếp theo môn tiếng Anh là English, đúng rồi, English. English. À, giỏi quá. Tiếp theo, môn khoa học và cũng là rất là môn khó nhất ha. Sai Sai âm. gì? Sai science. Science. Cái môn này thì con đã biết rồi, Miu. À, môn này cũng khó này. Môn mỹ thuật cũng khó, art. Con số tất cả các môn rồi nha cô. Tiếp theo là đến hai môn. Đã đủ 8 môn chưa con? P gì? Và I 1, gì? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đúng rồi. Con Check nhớ ở trong cái đầu đủ. nè. Con phải nhớ Check cái nè. đủ chưa? Check. Rồi, được rồi. Giỏi quá. Con nhanh Tiếp hơn chắc theo. chắn. Bạn cho con biết trước. Tiếp theo tụi con ơi. Tụi con viết cho cô một cái câu ha. Khi nào bạn có môn toán thì sẽ dùng từ gì nhỉ? Cái gì? Sao lại what được? Khi nào là sinh nhật của bạn? When's your birthday? Còn bây giờ khi nào bạn có môn toán? When do you động từ đâu? When do you have? Đúng rồi. Trời ơi. Không có chu đây. Khi nào bạn có gì? Đúng rồi. Môn Tự nhiên khi nào toán. bạn có môn toán hôm nay là sao? Tự hỏi tự trả lời luôn nè. When do When you have math? When do you have math? Trời, tụi con quên rồi đấy. Và tiếp theo tụi con trả lời cái câu này ha. À, mình trả lời câu này nào. Ai gì? Mình nói tớ có nó vào các ngày. cô nào cô? Trả lời cho cái câu when do you have math today? À, I have it. Đúng rồi, phải có từ on này nha. Sau đó mình điền. Phải có chữ gì con? Đúng rồi, các ngày thứ hai ha. Tiếp theo. À, các ngày thứ ba. Đúng rồi. And Friday đúng không? Nhớ là phải có chữ gì? Chữ S nha. Vào các ngày mà con, vào các ngày mà. I have all got a Tuesday.
Rồi, tiếp theo đến cô ấy nào, cô ấy có ha, cô ấy có nó vào các ngày gì đó thì mình sẽ dùng từ gì đây con? She She thì she have hay là she has? she Đúng rồi, she had it, đúng không? She had it on. She gì cô? She has it. Cô ấy có nó ha. Cô có she has it thì sao cô? Cái này con đọc nằm nằm. She has it. Wednesday. Đó, con viết vào nào, con viết vào nào. Vào các ngày gì đó ha. Rồi Tuesday. Thursday chứ không phải là Tuesday. Thursday. Và xong chưa nào? Chỉ có hai món thôi, chỉ có hai ngày thôi thôi con. Rồi rồi con đi vào đi. Rồi tiếp theo con nói chúng ta có nó ha, chúng tớ có nó thì mình dùng từ gì? Có đứa sống mà con chơi chép phía trước đi con nghĩ sao. We là we have hay là we has? We have. We have it ha. Chúng tớ có nó vào. Vào các ngày gì con ghi ra nào? Rồi, we have it on chưa? Vào các ngày thứ mấy? Giờ có S rồi nha tụi con. Tiếp theo tụi con viết cho cô cái câu ai là giáo viên môn tiếng Anh của bạn ha? Ai thì mình dùng từ gì để hỏi đây? Who gì nhỉ? Who is gì? Who in English? Do của bạn chứ. Who is your English, giáo viên môn tiếng Anh là English teacher. Đúng rồi, teacher. Teacher, mình không biết là nhớ chưa đây. Sau đó mình trả lời ha, mình trả lời nè. Đó là cô Hiền. Con đặt cô khác không cô? Cũng được. Cô chị. Lớp con á, cô tiếng Anh dạy con là chỉ là cô Trang thôi. Is Miss gì nhỉ? Miss Trang. Miss Trang. Xong chưa?